Đây là con FFR của Pháp. Thùng gỗ bóng mượt, rất đẹp ạ. Chạm hai chùm nho khắc nổi, biểu tượng cho sự ngọt ngào, quyến rũ. Phần kính dưới này là kính thủy, là kính nguyên zin của nó. Trên đây là mặt bát giác nằm. Bộ gông dài gần tới đáy thùng, cho ra tiếng chuông đanh sắc ống và thân dài. Thùng gỗ có chiều cao 58 cm, bề ngang 46 cm. Chiếc này đã được lau dầu căng chỉnh và có dán tem bảo hành. Shop Mai đồng hồ xưa sẽ bảo hành các sản phẩm với thời hạn là 12 tháng. Nếu có hư hao trục trặc gì thì sẽ bảo hành cho các bác yên tâm. Shop Mai đồng hồ xưa có địa chỉ là số 89-3 Đình Nghi Xuân, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Trong Zalo với số điện thoại 0902 538 753. Có nhiều hình ảnh chi tiết bên trong của máy. Máy có đóng triện đàng hoàng ạ. Tiếng chuông nghe hay quá hả các bác?